Hello, xin chào mừng quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Lời đầu tiên, Biển Xanh xin kính chúc toàn thể quý anh chị, quý nhà đầu tư lời chúc sức khỏe, mỗi ngày luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an nhé. Hiện tại thì Biển Xanh đang có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc tại mặt tiền đường tỉnh Lộ 9, xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách địa phận xã Xuân Thới Sơn của huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km và cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành khoảng 35 km quý anh chị nhé. Vị trí Biển Xanh đang đứng phía trước tay Biển Xanh chỉ đó chính là quỹ đất để xây trường cấp 2 và trường cấp 3. Còn bên kia thì chính là công viên khủng long hay còn gọi là công viên thế giới tuổi thơ. Còn bên tay phải Biển Xanh chỉ chính là con đường trục chính đường kênh KT11 và dọc theo nó chính là con kênh du lịch sông Trăng. Mình chạy thẳng theo con đường kênh KT11 về phía cuối dự án là chúng ta sẽ ra cổng số 2 và đi được về ngã ba Mỹ Hạnh về Sài Gòn. Và cái cổng số 2 đó thì chúng ta đi là gần hơn so với cổng chính. Nó rút ngắn được con đường gần hơn so với chúng ta đi cổng chính từ ngã ba Mỹ Hạnh lên đây là khoảng gần 3 km đó quý anh chị. Và ngày hôm nay thì Biển Xanh xin được phép là chia sẻ, giới thiệu đến quý anh chị, quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới. Đó là một căn nhà, một trệt, một lầu đúc thật hướng Nam, có diện tích là ngang 4, dài 18-72m2 quý anh chị nhé. Và đây chính là phía bên ngoài của căn nhà. Một trệt, một lầu đúc thật, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng. Và cái vị trí của căn nhà này nó rất là đắc địa, nó nằm ngay gần cái quỹ đất để mà xây trường cấp 2 và trường cấp 3, cũng như là gần với công viên thế giới tuổi thơ. Chính vì thế mà vị trí khá là tiềm năng. Những cái vị trí mà xung quanh trường học thì bây giờ khi trường học chưa mọc lên thì giá nó còn khá là rẻ, nhưng mà sau này cái trường nó mọc lên là chúng ta không có tiền mà mua nổi đâu quý anh chị. Giống như là khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia, bây giờ cái trường nó mọc lên rồi, những cái lô đất và những căn nhà xung quanh cái khu đó là giá đã lên rất là cao, nó leo thang lên một mức khá là cao rồi. Chính vì thế mà khi chúng ta nhìn thấy được những cái tiềm năng, những cái vị trí mà nó có thể là phát triển được thì mình nên đầu tư sinh lời, cũng như là chúng ta mua để mà an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Đây chính là phía bên ngoài của căn nhà hôm nay Biển Xanh cần giới thiệu. Nó là ngang 4, dài 18, sổ hồng riêng và pháp lý thì rất là rõ ràng. Quý anh chị mình hoàn toàn an tâm về vấn đề sổ sách pháp lý quý anh chị nhé. Hướng Nam rất là mát, một trong những hướng khá là mát đó quý anh chị. Bên ngoài thì đã được chủ nhà người ta làm cổng sắt và lập máy cho mình rất là kỹ rồi, rất là an toàn. Đây là phía bên ngoài của căn nhà. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào bên trong để khám phá căn nhà này cùng với Biển Xanh nhé. Phía trước thì là một khoảng sân khoảng là hơn 2 mét cho chúng ta để xe máy. Khoảng sân này là 3 mét đó quý anh chị. Chúng ta để xe rất là thoải mái rồi. Đây. Phía trên cũng đã được lập mái cho mình luôn rồi. Và bên trong thì là cửa kính cường lực 4 cánh. Bước vào trong đầu tiên chúng ta luôn luôn bắt gặp đó là một khoảng của phòng khách. Cái phòng khách này chúng ta mua về mình kê cái bộ salon vào đây, mình kê tivi vào thì cái nhà nó sẽ trở nên sang trọng quý anh chị nhé. Căn này là đúc thật đó quý anh chị, một trệt một lầu đúc thật. Và đi vào đến bên trong nữa thì chúng ta gặp đó là khu vực của phòng bếp. Phòng bếp cũng đã được gắn tủ bếp, kệ bếp hết luôn rồi, cho nên là quý anh chị mình mua là chỉ việc dọn vào ở ngay. Căn nhà này thì là mới hoàn thiện, mới làm xong thôi đó quý anh chị, nhà còn mới. Cái căn này thì hôm trong Tết Biển Xanh đi quay ở những cái khu vực đất xung quanh đây thì căn này vẫn còn đang là xây dựng, cho nên bây giờ là căn này mới có hoàn thiện xong thôi, rất là mới. Bước vào trong nhà vẫn còn thơm mùi sơn đó quý anh chị. Khu vực của giếng trời và WC, nhà tắm. Nhà tắm cũng khá là rộng đó quý anh chị nhé. Căn này giá bao nhiêu? Căn này giá là 2,2 tỷ Việt Nam đồng, bao sang tên công chứng, bao làm sổ đóng thuế các kiểu cho mình quý anh chị. Hướng Nam quý anh chị nhé. Và bây giờ thì mình cùng đi lên trên lầu để khám phá tiếp. Hai bên cầu thang thì đã được gắn kính. Đá bởi kim sa. Gắn kính cường lực cho mình nên rất là an toàn.
Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thì hãy kết bạn Zalo hoặc là gọi cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Trên lầu này chúng ta có được là 2 phòng ngủ và 1 WC cùng với ban công. Đây, phía bên ngoài này là ban công. Căn nhà này khá là chất đó quý anh chị, cho nên là tiền nào của đấy. 2 tỷ 2 là chúng ta sở hữu một căn nhà một trệt một lầu, đúc thật 4 x 18, 72 m vuông hướng nam. Đặc biệt là nó nằm ngay kế bên cái quỹ đất để mà xây trường cấp 2 và trường cấp 3. Vị trí vô cùng là tiềm năng đang phát triển đó quý anh chị nhé. Trong cái khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh này, tổng diện tích là 107 hecta và còn đang tiếp tục mở rộng thêm khoảng là 46 hecta nữa. Chính vì thế mà cái nơi này nó là một nơi còn đang phát triển vô cùng là mạnh. Về kép xe ở trên lầu quý anh chị nhé. Điện nước đầy đủ và trong khu này nước thì hoàn toàn là nước máy, mình mua là chỉ việc dọn vào ở ngay thôi. Căn nhà vẫn còn mới 100% luôn đó quý anh chị. Ở ngoài này chúng ta có thể đặt máy giặt và phơi ở ngoài này. Cát Tường Phú Sinh, nơi cuộc sống tốt đẹp hơn, nơi đất lành chim đậu. Ở trong cái khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh này, không khí vô cùng là trong lành và mát mẻ, không khói bụi, không ồn ào, không kẹt xe giống như là ở trên Sài Gòn đâu quý anh chị nhé. Cho nên là quý anh chị nào đang có cái số tiền trong tay khoảng là 2 tỷ rưỡi trở xuống mà đang có nhu cầu an cư lập nghiệp hoặc đầu tư sinh lời, ở cái khu vực Đức Hòa Long An này, xem được clip này của Biển Xanh thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy ngay lên kết bạn Zalo, Viber hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh số điện thoại quen thuộc 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình và dẫn quý anh chị mình coi đất coi nhà để mà đầu tư sinh lời hoặc là an cư lập nghiệp ở cái khu vực vùng ven thành phố Hồ Chí Minh quý anh chị nhé. Và Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An, nó nằm giáp ranh và liền kề với cả 3 huyện lớn của thành phố Hồ Chí Minh, đó là Hóc Môn, Củ Chi và Bình Chánh. Chính vì thế mà chúng ta di chuyển giao thông về Sài Gòn vô cùng là gần. Đặc biệt đây là cái vùng trọng điểm kinh tế kết nối giao thương giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây, miền Đông, Nam Bộ. Do đó mà quý anh chị mình về khu vực này để đầu tư sinh lời hoặc an cư lập nghiệp thì đây nó giống như là một thỏi nam châm thu hút vô cùng là nhiều các nhà đầu tư. Chính vì thế mà mình về đây để mà đầu tư thì mình cũng rất là dễ ra hàng, dễ thanh khoản đó quý anh chị nhé. Biển Xanh xin được nhắc lại một lần nữa, căn nhà này có diện tích là 4 x 18, 72 m vuông, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, hướng nam, nằm ngay bên cạnh là trường cấp 2 và trường cấp 3. Giá là 2 tỷ 200 triệu Việt Nam đồng là bao sang tên công chứng đóng thuế các kiểu cho mình luôn. Quý anh chị nào xem được clip này của Biển Xanh thì chỉ cần kết bạn Zalo hoặc là gọi cho Biển Xanh thì Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Một lần nữa Biển Xanh xin kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ Biển Xanh xin được phép tạm dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư ở những clip tiếp theo nhé.